Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho mình gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đã luôn và đang xem video của mình nhé mọi người nhé. Mình xin gửi một lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đã luôn xem video của mình. Và tiện thể đó, mình cũng khoe luôn với mọi người là một sản phẩm. Đó là một cái bát tô họa tiết vẽ bằng tay. Đây là mình ở bên ngoài, mình sẽ quay ở bên ngoài cho mọi người xem trước. Không, lát nữa mình sẽ quay ở bên trong. Đó. Còn đây mọi người ơi, mặt bên trong của nó đây. Mặt bên trong là vẽ một con hạc đang bay. Và bên dưới là một con hạc đang ở bên dưới, đậu ở bên dưới. Nó rất là đẹp luôn. Họa tiết toàn bộ vẽ tay mọi người nhé. Và có chuyện đỏ ở mặt đằng trước. Đây mọi người, em quay sát lại cái chuyện đỏ cho mọi người xem. Đấy, đây là có một cái chuyện đỏ ngày xưa. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, để mình đo kích thước cho mọi người xem nhé. Thích kích thước của cái này là 31 mọi người ạ. Cái của bát tô này, cái mặt của nó là 31 nhé mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đặt ở đây để mình đo chiều cao của cái bát này cho mọi người xem. Chiều cao của nó là 11 mọi người ạ. Rất là đẹp luôn, mặt 31. Mặt 31, chiều cao của nó 11. Họa tiết rất là đẹp luôn. Đây mình đo luôn cả cái mặt ở dưới cái đáy này nữa. Cái khoảng rộng ở dưới cái đáy này nữa. Đây mọi người, nó là 13,5. 13,5 mọi người nhé. Rất là đẹp luôn. Mọi người ai mà muốn mua cái bát tô này thì mọi người hãy liên hệ với mình nhé. Thông tin liên hệ mình để ở phần mô tả. Còn các bạn nào mà muốn liên lạc với mình qua Facebook và Zalo thì mọi người hãy vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0962 949 668. Mọi người vào đó và kết bạn với mình. Xong rồi để hỏi về cái sản phẩm này, mình sẽ chụp ảnh lại gửi cho mọi người. Ai mọi người ưng thì mình sẽ lấy cho mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy chưa, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là quá là tuyệt vời luôn. Đấy, thôi mình xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người nếu mà có muốn lấy thì cứ liên hệ với mình nhé mọi người nhé. Xin chào mọi người, bye bye mọi người.